Đầu năm 2019, ông Ngô Thế Chanh ở thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đầu tư xây dựng và chăn nuôi vịt theo mô hình an toàn sinh học và đã có doanh thu hàng chục tỷ đồng. Đây là một mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, tức là đã sử dụng được phế phẩm đầu ra của quá trình chăn nuôi thành phân vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ô nhiễm môi trường. Cách đây 20 năm, gia đình ông Chanh đã từng nuôi vịt theo phương thức truyền thống, tuy vậy hiệu quả kinh tế không cao. Qua nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu cách thức chăn nuôi mới, đầu năm 2019, ông quyết định xây dựng trang trại chăn nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học với diện tích trên 3.000 m², tổng chi phí đầu tư gần 10 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là ông Chanh đã đưa giống vịt mới Grimo của Pháp vào nuôi có hiệu quả rõ rệt. Tôi đã chăn con vịt truyền thống cách đây là vào mô hình chuồng trại là cách đây 20 năm. Cái mùa hè của miền Bắc mình ấy, là mất mấy tháng là cái mùa nắng nhiệt độ nó rất là cao. Cho nên là khi mà con vịt thả bên ngoài vừa ô nhiễm môi trường này và nó bị tác động của cái nhiệt độ, con vịt không đẻ được. Trang trại nuôi được xây dựng khá tỉ mỉ, nuôi khô 100%, hệ thống cho ăn và máng hoàn toàn tự động, chuồng trại luôn được theo dõi và điều chỉnh ở nhiệt độ phù hợp. Đàn vịt được phân loại và nhốt theo độ tuổi để dễ quản lý. Nên chuồng là đệm lót sinh học, trung bình 6 đến 7 tháng lại thay đệm lót một lần. Cái đặc điểm của cái chuồng sinh học này ấy, thì con vịt là ít nhiễm bệnh. Đấy. Cái tỷ lệ đẻ là nó đồng đều, nó không bị ảnh hưởng với cái thời tiết. Đấy. Thì với cái mô hình như thế này thì lúc ban đầu thì bỏ ra thì xây dựng chuồng trại thì chi phí là tương đối một tốn một chút, nhưng mà nó thu lại được là cái diện tích là hẹp cũng nuôi được nhiều. Đấy. Và sẽ đảm bảo được cái mật độ nuôi. Đấy. Không bị ảnh hưởng cái môi trường ra bên ngoài. Hiện trang trại của ông Chanh có trên 16.000 con vịt đẻ trứng và vịt hậu bị, 8 máy ấp trứng, bình quân một tháng xuất bán 12 vạn vịt giống với giá bán từ 20 đến 30.000 đồng một con, xuất đi hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc như Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam. Theo ông Chanh cho biết, vịt giống Pháp có nhiều ưu điểm so với con vịt bà con nông dân vẫn nuôi, đó là thời gian xuất chuồng ngắn, trọng lượng lớn, đẻ sai, ấp nở dễ, đặc biệt chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, giúp vịt ít bị dịch bệnh. Từ lượng phân thải ra của vịt được gia đình rắc chế phẩm, tạo ra nguyên liệu, làm phân bán với giá 3.000 đồng kg. Với quy mô này, mỗi tháng gia đình thu lãi trên 1 tỷ đồng. Đây được đánh giá là mô hình nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học đầu tiên và quy mô lớn nhất trên địa bàn huyện Kim Động.